em xin chào tất cả mọi người. Nhóm của chúng em tên là Cam. Trước tiên, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 12A9. Em Nguyễn Văn Bảo, học sinh lớp 12A9. Em Nguyễn Minh Tâm là em lúc của nhóm lớp 11A2. Chúng em đều đến từ trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp. Đến tham gia chương trình này, chúng em mong muốn được giao lưu, học hỏi, kết bạn. Như các bạn đã biết, trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp kết hợp giữa đào tạo nghề và đào tạo văn hóa. Và đặc biệt, trong các chương trình trí tuệ trên đài truyền hình Việt Nam, chưa có một học sinh nào giống như bọn em đăng ký tham gia chương trình. Chính vì lẽ đó, với đam mê, yêu thích, chúng em quyết tâm tiên phong mở cánh cửa cho các bạn trường nghề tự tin tham gia các chương trình trí tuệ trên đài truyền hình Việt Nam. Rất mong các bạn cổ vũ, động viên và ủng hộ cho chúng em. Sau đây, chúng em xin trả lời câu hỏi của chương trình. Với hai câu hỏi của chương trình đã đưa ra, chúng em xin chọn câu hỏi thứ nhất liên quan đến tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân. Theo như sự hiểu biết của em về hôn nhân và gia đình, cùng với sự hướng dẫn của giáo viên và bố mẹ, thì chúng em cho rằng chàng lấy thị trong hoàn cảnh đó là một hành động liều lĩnh, bởi chúng em dựa trên hai dẫn chứng sau. Thứ nhất, đó chính là quá trình tìm hiểu nhau của hai nhân vật để đi đến hôn nhân. Và thứ hai là hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ. Theo em, để có thể đi đến kết hôn thì hai người cần phải trải qua một quá trình tìm hiểu với một khoảng thời gian nhất định, với một khoảng thời gian khá dài. Tuy nhiên, hai nhân vật trong tác phẩm này họ quyết định chung sống với nhau chỉ với hai lần gặp gỡ và qua một câu nói đùa của nhân vật chàng này có về với tớ thì ra phân hàng lên xe rồi cùng về. Họ chưa kịp tìm hiểu nhau, chưa hiểu hết về hoàn cảnh gia đình của nhau. Hoàn sự liều lĩnh đó còn được thể hiện ở hoàn cảnh gia đình cũng như hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ. Đối với hoàn cảnh gia đình, chàng là người trụ cột trong gia đình, phải nuôi mẹ già, và công việc của chàng cũng không ổn định, được thể hiện ở chi tiết thóc gạo này đến cái thân mình chẳng biết có nuôi nổi không, lại còn đèo bòng. Và thị là người không có mái nhà cố định. Đối với hoàn cảnh xã hội, trước sự cai trị của thực dân Pháp và bè lũ tay sai thì nhân dân ta sống trong cảnh đói kém và lầm than. Sự đói khổ đó không được thể hiện, không chỉ được thể hiện ở tác phẩm Vợ Nhặt mà còn được thể hiện ở nhiều tác phẩm khác. Theo sự hiểu biết của em, rất nhiều tác phẩm đã phản ánh lên những đời sống cơ cực như vậy, như Lã Hà của Lam Cao hay Tắc Đèn của Ngô Tất Tố. Rất chính xác. Qua đó ta thấy được, dù trong hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng họ vẫn đến với nhau. Điều đó đã minh chứng cho cái sự liều lĩnh của chàng. Tuy nhiên, em thông cảm và có một chút đồng tình với sự liều lĩnh đó, bởi cái liều lĩnh đó là liều lĩnh của niềm tin, liều lĩnh của khát khao hạnh phúc. Điều đó cũng được chứng tỏ qua những lúc quẫn bách nhất của cuộc sống, họ vẫn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Em cho rằng nhân vật chàng là một người đàn ông có trách nhiệm. Chi tiết đó được thể hiện ở việc mặc dù anh biết mình đã đưa ra quyết định vội vàng nhưng vẫn chấp nhận và dám đương đầu với thử thách. Nếu được, em xin phép so sánh nhân vật chàng với ba người đàn ông trong tác phẩm Truyện Kiều. Nếu Từ Hải là một quý ông tốt thì chàng là một quý ông hoàn hảo. Từ Hải có một tính cách tốt, một con người tốt, chân thành và trung thủy trong tình yêu, dũng cảm bảo vệ được người mình yêu. Và Từ Hải có một trái tim nóng và có một tình yêu mãnh liệt đối với Thúy Kiều. Thế nhưng Hải lại thiếu mất một cái đầu lạnh. Chính vì đó Hải bị chết đứng khi bị đồng đội ám hại trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Còn nhân vật chàng, anh hội tụ đầy đủ các yếu tố của nhân vật Từ Hải nhưng thêm phần sáng suốt trong suy nghĩ của mình. Điều đó được thể hiện qua chi tiết Lá Cờ Đỏ Sao Vàng xuất hiện ở cuối tác phẩm. Những người nghèo đói và những người nghèo đói cùng Việt Minh ầm ầm trên đê sổ cùng nhau đi phá kho thóc Nhật. Tôi xin kết thúc cuộc trình bày của nó.